bài viết ngày hôm nay mình sẽ review mặt nạ starting treatment essential mask giá bao nhiêu tiền mua ở đâu có tốt không xem hết video này để rõ hơn nhé đừng quên bấm like share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí công dụng, dưỡng sáng da, chống lão hóa, cung cấp độ ẩm, phục hồi da hư tổn, thu nhỏ lỗ chân lông đáng kể. Tăng cường bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cho da, giữ cho da luôn mềm mại và mịn mượt, cải thiện cấu trúc da. Khôi phục sự săn chắc, đàn hồi và nuôi dưỡng cho làn da ngày càng trắng sáng dạng dỡ hơn. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên vô cùng an toàn với da, kể cả những làn da nhạy cảm. Mặt nạ Secret Key Starting Treatment Essential Mask dầu dưỡng chất giúp dưỡng ẩm, phục hồi da hư tổn. Thu nhỏ lỗ chân lông và dưỡng da trắng sáng hơn, da được tăng cường độ ẩm nên lúc nào cũng căng mướt. Mềm mịn, tràn đầy sức sống. Bạn sẽ chẳng còn ám ảnh làn da khô ráp sần sùi bởi những vảy da khô nữa. Những tổn thương mà da phải chịu đựng từ môi trường như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm hay do mụn để lại sẽ được xoa dịu khiến bạn dễ chịu hơn, da được kích thích sản sinh tế bào mới để hồi sinh mạnh mẽ. Trở nên khỏe mạnh, dạng người, làn da chảy xệ, lão hóa chỉ còn là quá khứ, nhường chỗ cho một làn da săn chắc với bề mặt láng mịn. Lỗ chân lông được xe khít và không hề có vết tích của nếp nhăn, tinh chất trong mát ở dạng y sen dễ dàng thấm sâu vào lớp hạ bì. Nuôi dưỡng da từ sâu bên trong mà không gây nhờn rít khó chịu hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Ngoài ra tinh chất Essence trong mặt nạ chính là tinh chất trong chai nước thần Secret Key Starting treatment Essence. Đây là sản phẩm tuy ra đời sau dòng SKII của Nhật nhưng nước thần Secret Key cũng đã tạo được chỗ đứng trong cộng đồng yêu thích mỹ phẩm. Bao nhiêu tác dụng đó thôi cũng đủ thích mê em ấy rồi phải không các nàng? Thêm một điểm cộng của em ấy chính là mặt nạ được làm từ 100% sợi bông cực mịn. Đắp lên da còn thích hơn ở spa đó nha, mặt nạ dưỡng da Secret Key Starting Treatment Essential Mask hoàn toàn lành tính và thân thiện với mọi loại da. Kể cả da nhạy cảm với công thức 5 không, không dầu khoáng, không cồn, không thành phần có nguồn gốc từ động vật. Không chất tạo màu, không hương liệu nhân tạo, hướng dẫn sử dụng, rửa mặt sạch lau khô. Sau đó lấy mặt nạ đắp lên da và nằm thư giãn 15. 20 phút, sau đó có thể lấy mặt nạ ra và dùng nước hoa hồng lau sơ qua, không rửa mặt với nước. Có thể sử dụng 2, 3 lần một tuần. Nên để mặt nạ trong tủ lạnh hoặc ướp đá lạnh rồi đắp lên sẽ cực kỳ thích luôn nhá. Lưu ý, không sử dụng khi đang gặp các bệnh trên da hoặc có vết thương trên da, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.